Bản tin tối ngày 22 tháng 10 Quân đội Israel tuyên bố tấn công khu tổ hợp chiến binh tại nhà thờ Hồi giáo ở bờ Tây Video UAV của Hamas tập kích xe tăng hiện đại nhất của Israel Mỹ có động thái quân sự mới tăng cường thế trận của Washington ở Trung Đông Tình báo Anh nhận định các cuộc tấn công vào Abdiivka làm tăng tổn thất của Nga lên 90% Nga lại chặn đường qua cầu Crimea Tại Trung Quốc, động đất liên tiếp ở nhiều nơi, Tân Cương hứng chịu 5 trận động đất trong 20 giờ Dòng người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha tăng đột biến Tin tại Việt Nam, nước nhiễm quẩn Ecoli, dân khu đô thị Thanh Hà được khuyến cáo không dùng để ăn uống Cuộc thi người phụ nữ uống bia nhanh nhất gây phản cảm Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tối ngày 22 tháng 10 của DKN. Mở đầu là những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, Israel đã không kích sở chỉ huy của lực lượng Hamas và Jihad tại nhà thờ Hồi giáo Israel tuyên bố đã tiêu diệt các thành viên của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad trong cuộc không kích vào sáng sớm ngày 22 tháng 10. Hãng tin Reuters cho biết cuộc không kích nhắm vào khu vực bên dưới nhà thờ Hồi giáo al ansa trong trại tị nạn Jenin ở bờ Tây, nơi Israel cho rằng đã được các thành viên của lực lượng Hamas và nhóm vũ trang Jihad sử dụng như là một sở chỉ huy để tổ chức các cuộc tấn công gần đây. Trước đó, những người sống trong trại tị nạn Jinin đã được cảnh báo tránh xa các chiến binh trong trại, vì quân đội Israel sắp tổ chức cuộc đột nhập vào trại này, tuy nhiên họ không tiết lộ thời gian cụ thể. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã cho biết vụ không kích của Israel đã khiến ít nhất một người Palestine thiệt mạng và ba người khác bị thương. Quân đội Israel công bố những hình ảnh cho thấy lối vào hầm trú ẩn bên dưới nhà thờ này và một sơ đồ cho thấy nơi các nhóm vũ trang cất giữ vũ khí. Đây là cuộc không kích thứ hai của Israel trong những ngày gần đây nhằm vào bờ Tây. Trước đó hôm 19 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành không kích vào trại tị nạn gần thành phố miền Trung Khan ở bờ Tây nhằm bắt giữ các nghi phạm và tịch thu vũ khí. Phía Palestine đã cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ việc này. Ở một diễn biến khác, lực lượng Hamas đã sử dụng máy bay không người lái UAV để thả lựu đạn tập kích xe tăng Merkava MK4 của Israel. Theo trang Sputnik, trong ngày 20 tháng 10, Hamas đã công bố đoạn video ghi lại cách sử dụng UAV để tập kích xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava MK4 của Israel. Địa điểm và thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong video, UAV của Hamas đã thả lựu đạn RPG7 xuống tháp pháo của xe tăng. Phía sau tháp pháo của chiếc Merkava MK4 đã phát nổ. Đoạn video không thể hiện được rõ mức độ hư hại của xe tăng. Hamas từ lâu đã dùng lựu đạn chống tăng tấn công chiến xa của Israel. Với UAV cỡ nhỏ, Hamas có thể thả lựu đạn vào các điểm dễ bị hư hại của xe tăng. Thông tin từ Hamas cho biết, lực lượng này đã loại khỏi vòng chiến đấu 10% số xe tăng của Israel. Quân đội Israel được cho là có khoảng 500 xe tăng Merkava MK3 và MK4 trong biên chế của mình. Merkava MK4 là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Muskava Mk4 có hệ thống phòng thủ chủ động Trophy cho phép phát hiện và phân loại các mối đe dọa từ tên lửa. Chiến xa này có lớp giáp hình chữ V ở đáy xe giúp bảo vệ tốt hơn khỏi các loại mìn. Tiếp tục liên quan đến khu vực này, ngày 22 tháng 10, Reuters đưa tin Mỹ đã gửi thêm khí tài quân sự tới khu vực Trung Đông khi Israel dồn dập tấn công các mục tiêu ở Gaza và nhiều nơi khác. Các nguồn tin y tế của Gaza vào hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 10 đã cho biết, hơn 50 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào vùng đất hẹp ven biển trong đêm. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào các sân bay quốc tế Damascus và Aleppo ở nước láng giềng Syria vào sáng sớm nay khiến một công nhân thiệt mạng và khiến các sân bay này ngừng hoạt động. Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban vào hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 10, và một trong các binh sĩ của họ đã bị trúng tên lửa chống tăng trong cuộc giao tranh xuyên biên giới. Còn nhóm được Iran hậu thuẫn cho biết 6 chiến binh của nhóm này đã bị thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Bảy đã cảnh báo Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati rằng người dân Liban sẽ bị ảnh hưởng nếu đất nước của ông bị lôi kéo vào cuộc chiến. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cho biết, Washington sẽ gửi thêm khí tài quân sự tới Trung Đông để hỗ trợ Israel và tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực sau những leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Ông Austin cho biết, một hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot bổ sung sẽ được gửi đến khu vực, cũng như nhiều binh sĩ sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng. Washington đã gửi một lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông trong những tuần gần đây, bao gồm hai tàu sân bay, tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến. Sau khi phiến quân Iraq cảnh báo Washington không nên can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas được Iran hậu thuẫn ở giải Gaza, lực lượng máy bay không người lái và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ ở Iraq vào tuần trước. Đây chính là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cho biết hôm Chủ nhật, rằng lực lượng Israel đã giết chết người Palestine thứ năm ở bờ Tây trong đêm, nâng số người thiệt mạng ở đó lên 90 người kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chuyển đến phần tin tức liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Trang RBC Ukraine dẫn nguồn tin từ báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh trên mạng xã hội X cho biết các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Abdiivka đã khiến thương vong của Nga tăng 90%. Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Ukraine, Tình báo Anh ghi nhận, kể từ tháng 2 năm 2022, Nga đã tăng cường đáng kể việc huy động và tuyển dụng lính đánh thuê. Đây là yếu tố chính tạo nên khả năng hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Cơ quan này ước tính, Nga đã có từ 150.000 đến 190.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, và tổng số, bao gồm cả những người bị thương quay trở lại chiến trường, dao động từ 240.000 đến 290.000. Cơ quan tình báo của Anh nói thêm rằng những dữ liệu này không bao gồm những người bị thương và thiệt mạng của PMC Wagner. Theo trang RBC Ukraine, tuần trước, quân đội Nga đã tăng cường tấn công vào Abdiivka, người Nga đang tích cực pháo kích vào thành phố và các khu định cư lân cận. Theo ghi nhận của người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Abdiivka, Vitaly Barabas, cuộc tấn công này là lớn nhất kể từ năm 2014. Ngoài ra, sau một thời gian tạm lắng tương đối, quân đội Nga lại tăng cường nỗ lực bao vây thành phố trong khi đó những người dân thường tiếp tục ở lại Abdiivka. Tin tiếp theo Nguồn tin từ AAA Novosti cho biết giới chức trích Nga vừa thông báo đóng cửa cầu Krum vào sáng nay ngày 22 tháng 10. Theo hãng tin này, như những lần trước đó, phía Nga vẫn chưa tiết lộ lý do đóng cầu. Trong khi đó, một cơ quan truyền thông của Ukraine đưa tin, phóng viên của họ đã nghe thấy âm thanh tương tự như súng phóng tên lửa trước đó. Cây cầu đã được mở lại hơn một giờ sau đó, một lần nữa không có thông tin nào về lý do đóng cửa được tiết lộ. Chuyển đến một phần tin đáng chú ý tại Trung Quốc. Gần đây, động đất xảy ra liên tiếp ở khắp nơi tại Trung Quốc. Với 5 trận động đất xảy ra chỉ trong vòng 20 giờ ở Tân Cương, ít nhất 10 trận động đất đã xảy ra ở Cam Túc, Quảng Đông, Vân Nam và các nơi khác trong 4 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10. Theo tin tức về động đất do mạng lưới địa chấn Trung Quốc liên tục công bố, bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 10 đến khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 10, nhiều trận động đất đã xảy ra ở Tân Cương, trong đó trận động đất lớn nhất đã xảy ra ở quận Sa Nhã. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ ngày 1 tháng 10 đến 17 giờ 08 phút ngày 21 tháng 10, tổng cộng 18 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Tân Cương, trong đó có tổng cộng 36 trận động đất xảy ra trên đất liền. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định trận động đất có cường độ 3 độ Richter xảy ra ở huyện Miên Phong, địa khu Hòa Điền Tân Cương vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 21 tháng 10, có tâm chấn 10 km. Lúc 3 giờ 52 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter khác xảy ra ở huyện Miên Phong, có tâm chấn sâu 20 km. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, tổng cộng 46 trận động đất có cường độ từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn huyện Miên Phong trong 5 năm vừa qua. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Sa Nhã, địa khu Aksu, Tân Cương vào lúc 17 giờ 56 phút ngày 20 tháng 10, có tâm chấn 25 km. Kể từ 10 giờ ngày 18 tháng 10, ngoài hai trận động đất nữa ở Tân Cương, còn xảy ra động đất ở Dương Giang, Quảng Đông và Vĩnh Đức, Vân Nam. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Vĩnh Đức, thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam vào lúc 5 giờ 04 phút ngày 20 tháng 10, có tâm chấn 14 km. Vào lúc 17 giờ 59 phút ngày 19 tháng 10, một trận động đất khác có cường độ 3,7 độ Richter xảy ra ở thành phố Khố Sa, Aksu, Tân Cương, có tâm chấn 12 km. Ngoài ra, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Bì Sơn, Hòa Điền, Tân Cương vào lúc 22 giờ 49 phút ngày 18 tháng 10. Trận động đất mạnh 3,0 độ Richter xảy ra ở quận Giang Thành, thành phố Dương Giang, Quảng Đông vào lúc 10 giờ 07 phút ngày 18 tháng 10, có tâm chấn 10 km. Tin tức mới nhất về động đất Cam Túc, mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định một trận động đất có cường độ 3,0 độ Richter xảy ra tại huyện Lâm Đàm, Cam Nam, tỉnh Cam Túc vào lúc 17 giờ 08 phút ngày 21 tháng 10, có tâm chấn 10 km. Trong khi động đất xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc đại lục, thì nhiều hiện tượng bất thường khác nhau đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, tin tức về số lượng lớn quạ đen bay kín bầu trời ở Ulan Hốt, nội mông đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Một số cư dân mạng cho rằng đây là hiện tượng di cư bình thường, trong khi nhiều người khác đặt câu hỏi liệu đây có phải là điềm báo trước một trận động đất lớn hay không. Theo tài khoản Shohu Thiên Lý Nhãn, ngày 20 tháng 10, cư dân mạng ở Ulan Hot, Nội Mông đã chụp được hàng nghìn con chim bay lượn trên bầu trời. Cô Tôn, một nhiếp ảnh gia, cho biết, bầu trời tối sầm, cảm giác như trời sụp xuống đến mức kinh hoàng, không biết là do chim di cư hay hiệu ứng đảo nhiệt. Cũng có rất nhiều người đứng trên những mái nhà ở phía xa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây. Chuyển đến một tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Theo Hội Chữ Thập Đỏ Tây Ban Nha, nước này ghi nhận trên 1.000 người di cư đến quần đảo Canary chỉ trong ngày 21 tháng 10. Những người này đều đã trải qua hành trình nguy hiểm từ châu Phi. Hội Chữ Thập Đỏ, tổ chức giúp điều trị cho những người di cư, đã cho biết một chiếc thuyền gỗ cập đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary đã chở theo 320 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Đây là số lượng người kỷ lục trên một chiếc thuyền vượt biên Chiếc thuyền chở nhiều người di cư nhất từng được phát hiện, đó là chiếc thuyền chở 271 người cập đảo El Hierro vào hôm ngày 3 tháng 10. Theo tổ chức này, những người di cư đến vào hôm 21 tháng 10 bao gồm 783 người ở đảo El Hierro, 98 người ở đảo Tenerife và 150 người ở đảo Gran Canaria. Tại đảo Gran Canaria, lực lượng bảo vệ bờ biển đã phải lai dắt một chiếc thuyền gỗ chở người di cư, trên đó có một trẻ sơ sinh, vào cảng Agunegui Thuyền gỗ của những người di cư trước đó cũng đang neo đậu tại bến cảng này. Bảy hòn đảo thuộc quần đảo Canary nằm trên đại Tây Dương đã trở thành điểm đến chính của những người di cư muốn tới Tây Ban Nha. Năm nay, số người vượt biên từ Senegal và các nước châu Phi khác đã gia tăng đáng kể. Số liệu thống kê chính thức tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 10 năm nay đã cho thấy quần đảo này đã tiếp nhận 23.537 người di cư, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tổ chức từ thiện Walking Borders, ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng khi vượt biên trong năm nay. Ngày 19 tháng 10, quyền Bộ trưởng Di cư Tây Ban Nha đã cam kết gói viện trợ trị giá 50 triệu euro, tương đương 53 triệu đô la Mỹ, để giúp quần đảo Canary đối phó với dòng người di cư bất thường. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Phòng Y tế huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa thông tin tới cư dân khu đô thị Thanh Hà kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch được lấy vào ngày 12 tháng 10. Cơ quan y tế cho biết, mẫu nước này có nhiễm vi khuẩn E.coli. Từ kết quả này, phòng y tế huyện Thanh Oai khuyến cáo cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong khu đô thị Thanh Hà để ăn uống, bởi vi khuẩn E.coli được biết đến là nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy. Ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố 4 thuộc khu đô thị Thanh Hà cho biết, từ khi nhận được khuyến cáo, nhiều hộ dân ở khu đô thị đã không dám dùng nước để nấu ăn uống. Theo ông Châu, tình trạng thiếu nước trong khu đô thị Thanh Hà vẫn diễn ra triền miên. Ông nói, tòa nhà tôi chỉ được cấp nước khoảng 1 giờ mỗi ngày là quá ít so với nhu cầu. Thành phố Hà Nội cũng vừa cho biết, khoảng giữa tháng 10 vừa qua, do chất lượng nước trong khu đô thị Thanh Hà không bảo đảm dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ. Mỗi ngày, khu đô thị Thanh Hà cần khoảng 3.200 cho đến 3.500 mét khối nước để cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 16.000 người ở 23 tòa nhà hàng nghìn người dân nơi đây đã phải sống trong cảnh thiếu nước suốt gần 2 tuần qua. Thành phố Hà Nội cho biết, khu đô thị Thanh Hà nằm cuối nguồn của hệ thống nước mặt sông Đuống. Đường ống truyền tải từ nhà máy về khu đô thị này hơn 40 km. Do vậy, về lâu dài, khu đô thị này sẽ được cấp nước của nhà máy nước sông Đà giai đoạn 2 và nhà máy nước Xuân Mai. Theo thành phố Hà Nội, các công ty nước sạch trên địa bàn cần điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Thành phố Hà Nội cũng giao công ty nước mặt sông Đuống xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 để điều tiết tăng lượng cấp cho khu vực Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà. Chuyển sang một thông tin đang gây xôn xao. Thưa quý vị, vào chiều ngày 21 tháng 10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip khoảng hơn 3 phút ghi lại cảnh nhiều nữ thanh niên tham gia cuộc thi Người phụ nữ uống bia nhanh nhất. Đặc biệt, cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh chưa đủ 18 tuổi tham gia. Vì MC liên tục hò reo cổ động viên của trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cổ vũ cho cô gái đại diện tham gia cuộc thi. Đoạn video clip ghi lại cảnh 7 nữ thanh niên, trong đó có hai người đang còn mặc áo đồng phục của nhà trường tham gia cuộc thi uống bia tại hội trại. Bên cạnh đó có sự hô hào của rất nhiều cổ động viên, trong đó có cả trẻ nhỏ. Trước khi bắt đầu cuộc thi, một số nữ sinh đã cởi áo đồng phục của nhà trường và người dẫn chương trình được cho là thành viên của ban tổ chức, không chỉ hô hào cổ vũ cho các cô gái uống bia. MC này còn liên tục nhắc các thí sinh tham gia cuộc thi uống bia, không được chửi thề, không được khóc. Sau khi cố gắng uống hết hai lon bia, một số cô gái đã phải bịt miệng bỏ chạy ra bên ngoài. Ngay khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã nhanh chóng cho rằng cuộc thi này rất phản cảm và cần làm rõ nghi vấn có nữ sinh chưa đủ 18 tuổi tham dự cuộc thi. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo thành phố Uông Bí đã xác nhận sự việc trên xảy ra tại địa bàn vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10. Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo kiểm tra xác minh sự việc. Vị lãnh đạo này cho biết, đó là trò chơi tự phát của một nhóm thanh niên tham gia cắm trại, không nằm trong kịch bản của chương trình được ban tổ chức hội trại thành phố phê duyệt. Lãnh đạo thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh khẳng định, các trường hợp đoàn viên thanh niên tham gia uống bia trong clip đều là thanh niên trên 18 tuổi. Sự việc trên diễn ra duy nhất một lần trong khoảng thời gian trên 3 phút đồng hồ. Ban tổ chức hội trại không nắm và kiểm soát được chương trình để xảy ra sự việc thi uống bia là không phù hợp. Do vậy, lãnh đạo thành phố Uông Bí đã chỉ đạo thành đoàn làm rõ thông tin, xác định trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin thân ái chào tạm biệt